iPhone 15, đánh giá sản phẩm mới của Apple. Sau nhiều tháng chờ đợi, Apple đã công bố iPhone mới hôm 12 tháng 9 tại trụ sở chính ở Cupertino, California. Dòng điện thoại năm nay có tên là iPhone 15, với 4 phiên bản, từ iPhone 15 cấp thấp với giá $799 đến iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất có giá khởi điểm $1,199. Dù cho có nhiều ý kiến chê bai sản phẩm mới của Apple là nhàm chán và không có nhiều nâng cấp đáng giá, cây bút kíp Leswing của tờ CNBC News sau khi được trải nghiệm trên tay mẫu iPhone 15 Pro đã phải thốt lên rằng ông có thể từ bỏ ngay chiếc iPhone 14 Pro năm ngoái để nâng cấp lên phiên bản mới vì một thay đổi cực kỳ chất lượng. Mặc dù hầu hết những cải tiến của năm nay có thể khó cảm nhận một cách rõ rệt đối với những ai không am tường về công nghệ, nhưng có một khía cạnh trên các thiết bị mới khiến tôi phải thốt lên là wow, Leswing chia sẻ. Mẫu Pro nhẹ hơn đáng kể nhờ thân máy mới thay thế thép bằng titan. Ngay khi cầm một chiếc lên, Leswing có thể ngay lập tức nhận thấy điện thoại có cảm giác cầm nắm rất dễ chịu và sẽ không làm nặng túi của người dùng. Trên thực tế, trọng lượng giảm nhiều đến mức những người sở hữu mẫu điện thoại Pro của năm ngoái như tôi nên cân nhắc việc sắm ngay một chiếc, Leswing mô tả. Cây bút của tờ báo Mỹ cho rằng mọi người cầm điện thoại hàng giờ mỗi ngày. Vì vậy, dù chỉ giảm bớt một chút trọng lượng cũng mang đến trải nghiệm thích thú hơn nhiều. Apple cho biết iPhone 15 Pro 6 inch năm nay nặng 187 gram, nhẹ hơn 9% so với model năm ngoái. iPhone 15 Pro Max màn hình lớn 6,7 inch, cũng có trọng lượng nhẹ hơn 8%. Bộ phim hài Zoolander năm 2001 từng ám chỉ rằng điện thoại sẽ ngày càng nhỏ hơn cho đến khi chỉ còn là một hạt bụi nhỏ. Tuy nhiên, iPhone và sự trỗi dậy của điện thoại thông minh đã thay đổi điều đó khi mọi người muốn màn hình lớn hơn, sáng. iPhone 15, đánh giá nâng cấp thiết kế và trọng lượng. Trên thực tế, iPhone cấp Pro với màn hình 6 inch của Apple ngày càng nặng qua từng năm kể từ 2019, mặc dù không có thay đổi lớn nào về thiết kế chung. Những chiếc iPhone mini nhẹ và nhỏ được giới thiệu vào năm 2020 không đạt được thành công về mặt doanh số và không có phiên bản mới nào ra mắt trong 2 năm qua. Nhưng xu hướng điện thoại thông minh nặng trịch đã thay đổi mạnh mẽ trong năm nay với iPhone 15. Tôi không quan tâm đến những mẫu Pro Max lớn nhất, mặc dù chúng có màn hình lớn và thời lượng pin nhiều hơn, đơn giản vì chúng quá cồng kềnh và nặng nề, Leswing giải thích. Nhưng mẫu Pro Max năm nay, với thân máy bằng titan nhẹ hơn, dễ cầm nắm hơn khi xét về mặt trọng lượng, một số người trước đây không ưa dùng phiên bản iPhone cao cấp nhất của Apple có thể sẽ phải suy nghĩ lại. Trọng lượng là một vấn đề lớn đến mức tôi nghĩ rằng sẽ có những người sẵn sàng nâng cấp chỉ để cầm một chiếc máy nhẹ hơn, Leswing đánh giá. Tôi đang cân nhắc điều đó. Mặc dù $999 hoặc hơn, nếu chọn dung lượng lưu trữ trên 128GB cho một chiếc iPhone 15 Pro là một số tiền rất lớn, đặc biệt nếu bạn có một chiếc điện thoại đang hoạt động tốt, nhưng ít nhất là ngón út của tôi nơi giữ điện thoại sẽ rất ủng hộ điều đó. Bên cạnh thay đổi đáng giá nói trên, Leswing cũng đưa ra cảm nhận ở một số khía cạnh khác. Theo ông, màu sắc năm nay không thực sự nổi bật. Đặc biệt, màu titan trên iPhone 15 Pro không quá sáng và nhìn từ xa trông giống như màu kim loại trên súng. iPhone 15 cơ bản vẫn có hai kích thước và không có nhiều thay đổi về hình thức bên ngoài so với mẫu năm ngoái. Tuy nhiên, các viền xung quanh mặt trước đã được làm gọn hơn. Đây là một điểm nhấn tuyệt vời. Các mẫu iPhone 15 cơ bản này cũng có Dynamic Island, tính năng mà năm ngoái chỉ xuất hiện trên.